Em chắc giả rồi. Xem thử tin nhắn anh gửi em đi. Anh nhắn cho em mà. Để em xem thử. Em còn chưa kịp mở. Được quá, nhiều công ty thế. Anh thấy có vài chỗ hợp với em lắm. Em xem cho kỹ đi. Suốt ngày nghiên cứu thịt kho. Chỗ này người ta yêu cầu trẻ tuổi. Em chắc chắn không được rồi. Chỗ nào ghi trên 35 tuổi không được? Không ghi mà, làm gì có? Làm gì có? Có bên nhân sự nào mà ghi cả thông tin kỳ thị tuổi tác lên trên đó? Chỗ này tốt mà. Em xem, đãi ngộ đó. Lúc nghỉ việc em đã gửi mail luôn rồi. Người ta có thèm ngó ngàng em đâu. Thì vẫn còn cả đống mà. Xem thêm đi. Quy mô công ty 50 người, tất cả chỉ có 50 người. Đã thế còn xa nhà. Cả đi lẫn về phải 4 tiếng. Thế một ngày em còn làm được việc gì khác nữa không? Vậy xem tiếp đi. Xem thử chỗ khác xem. Nhiều thế này mà. Chỗ này được phải không? Chỗ này được đấy. Chỗ này được mà. Được đấy. Lúc phỏng vấn đã loại thẳng em rồi. Vậy nên em thấy ở nhà cũng tốt. Làm thuê cho người khác chán bỏ sự. Em chỉ muốn ở nhà thôi. Ngày ngày nhìn ngắm anh, ngắm bé tiểu quả, đẹp vui. Thế nên nhiệm vụ nuôi gia đình khó khăn giao cho anh đấy. Em tiếp tục nghiên cứu cách làm thịt kho. Nhìn từ CV thì kinh nghiệm khá phong phú, nhưng mà cũng có khá nhiều ứng viên phù hợp với vị trí này. Cũng có rất nhiều ứng viên trẻ tuổi hơn cô. Cô có thể nghĩ ra một vài lý do thuyết phục tôi không? Trước hết, về thời gian làm việc, tôi đã sinh đẻ xong rồi. Hơn nữa chồng tôi hoàn toàn ủng hộ tôi đi làm. Tôi có thể hoàn toàn coi công ty như nhà mình. Nếu sớm thì cũng có thể mãn kinh ở tuổi 40. Tôi sẽ không phải chậm trễ công việc vì mấy ngày đau bụng kinh trong tháng nữa. Ác quá. Hơn nữa vấn đề ăn mặc cũng sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Tốt lắm, rất xuất sắc. Có điều với cùng một mức lương, tôi có thể thuê hai người trẻ vào làm. Về mức lương, xem phía cô có thể hạ một chút không? Vì anh nói thẳng là tôi ra giá cao là được rồi mà. Hay là đến công ty anh xem thử xem có thể làm gì. Đến công ty anh, dù sao em cũng là cổ đông mà. Đi hay không, xem bản thân chị đấy. Tất nhiên chị muốn đi rồi. Nhưng mấy lần phỏng vấn đều không lý tưởng. Không phải người ta không ưng chị thì là chị không ưng người ta. Đã bao lâu rồi chị ra mà không vào. Chị cũng cuốn lắm chứ bộ. Nhưng mà nếu chị mà nhận lời với Từ Tân thật thì chị lại phải nhảy xuống hố rồi. Chị đã nói rồi, chị không muốn làm phụ nữ mạnh mẽ nữa. Biết đâu chỉ là Từ Tân thấy chị đang rảnh rỗi, muốn nhờ chị giúp anh ấy phân tích nghiệp vụ. Mà nói thì lại ngại, nên mới lựa chọn hình thức khéo léo này để truyền đạt. Chẳng phải anh chàng Từ Tân đó rất ưa thể diện sao? Em suy nghĩ thế à? Hoàn toàn có khả năng đó. Theo những gì em hiểu về chị và Từ Tân, chuyện này hoàn toàn giải thích được. Có khi chị giúp anh ấy giải quyết êm xuôi việc ở công ty rồi, việc đi hôn lại càng suôn sẻ hơn đó. Chị có đang nghe em nói không? Có. Nhưng mà nói thật, hôm đó em thấy Từ Tân đi đón chị. Chị vừa thấy anh ấy đã cười toe toét thế. Chị có chắc hai người có thể rời xa nhau không? Tất nhiên rồi. Chị tốt với anh ấy chỉ là hiện tượng hồi quang phản chiếu của cuộc hôn nhân này.